dầm tối lang thang ngoài kia, đâu ai lắng nghe ta còn khuya. Lắm lúc cô đơn buồn tê, sau lưng có gia đình vững lên. Cố gắng hơn thua làm chi, vinh quang có ai đâu cùng đi. Chỉ muốn bên nhau sẽ chia, tự hào ở bên ta có gia đình. Xua tan đi bão tố, xua tan bao ngày giông, cho yêu thương củng cố, cho bao đêm chờ mong. Chọc cho nhau hạnh phúc, chọc cho nhau vòng tay, khi đam mê cùng lũ vút bay lên chân trời. Khó khăn gia đình luôn ở bên, trao nhau lời cùng cố động viên. Dẫu bao thăng trầm vẫn bước lên, con tim một nhịp bước đoàn viên. Bữa ăn gia đình không thể quên, dẫu ngày gian khó hay lúc giàu lên. Biết bao kỷ niệm vẫn gói trong bánh mì ống màu. Sợ thú mà thấy được khu câu cổ nè. Ê, chui. Ui, cái cổ cao dữ ta. Ủa, anh Phát, ngóng ai mà giống như ngóng mẹ đi chợ về vậy? Ờ, ngóng ai đâu. Đứng nhìn xung quanh coi có khách vô muốn mì không. Mình đón tiếp cho nồng hậu chứ bộ. Ơi, không biết ai kia có nghe cái câu mà nhất cự ly gì tốc độ không ta. Trời ơi, gặp em mà em thấy Quy mà đi trong luật sư đó là em chạy theo rồi. Chứ nên mà cái ngu ngang chó là cái gì trời. Đừng có đứng nói nhăng nói cùi nữa. Anh nói chung là anh tin tưởng Quyên lắm. Quyên không có làm gì có lỗi với anh đâu. Thì giờ chưa đâu. Tới một ngày đẹp trời nào đó, cái xui xui á, cái làm cho Quyên giận á, cái kế bên Quyên này nè, có một người tốt quá là tốt, cái gì cũng tốt hết trơn. Rồi lúc đó rồi biết khen. Anh, chị Tinh, vô đây ngồi luôn đi. Anh ngồi ở đây nha. Ba ơi, tụi con về rồi nè ba. Sao rồi mấy đứa? Dạ, con chờ chú. Dạ, con đã hoàn thành xong hết thủ tục đăng ký giấy tờ rồi chú. Bây giờ chỉ cần đợi thẩm định nữa là xong. Cảm ơn con nhiều nghe. Mấy đứa vất vả quá ha. Dạ không có sao đâu, ba yên tâm đi. Anh Đức anh giỏi cho mấy cái vụ này lắm. Mấy cái này á, con nghĩ không làm gì với ảnh đâu. Hồi đó đến giờ anh toàn thụ lý những vụ án này không à. Đúng không anh? Chú Màu, coi được không được á, mình kiện tiệm ông Bảy Màu luôn đi. Cần chứ tới luật sư, tốn kém. Mình kiện cho bỏ cái tật ngáy thương hiệu mình. Mình chưa đăng ký bản quyền, cho nên không phải muốn kiện là kiện đâu Phát. Bây giờ phải đợi thẩm định đã. Khi nào mà người ta vẫn còn vi phạm thì lúc đó mình mới kiện được. Với lại cái thời gian thẩm định cũng rất là lâu. Đúng rồi đó anh Phát, nếu mà kiện được á thì tụi mình đã kiện ngay từ đầu rồi. Nói chung là mấy cái chuyện này mình không biết đâu. Tốt nhất là tụi mình đừng xen vô, cứ để anh Đức ảnh lo đi. Ảnh cần cái gì thì mình cung cấp thôi, vậy ha. Vậy thì tâm sự nhờ Đức. Anh nói sao kìa? Anh Đức, vậy bây giờ có gì mình coi lại coi mình còn thiếu giấy tờ gì với anh tư vấn cho em tiếp theo cần phải làm gì nha. Ok. Đây là hết tất cả những cái giấy tờ mình đã lục ra. Dạ. Tức không anh Phát? Tức. Hả dạ lắm. Em Ủa? Bà ơi bà, con Ngọc. Con mới tới chơi hả? Ngồi đi con. Cô, tại sao cô hứa với con là cô sẽ khiến cho hai người đó chia tay? Vậy mà bây giờ cô để cho anh Quang cưới con nhỏ đó vậy cô? Ngọc à, cô cũng đâu có muốn như vậy đâu. Nhưng mà tại thằng Quang nó cứ đòi sống đòi chết, cô cũng đâu còn cách nào khác. Tại sao không còn cách hả cô? Lúc trước cô đã từng khiến cho họ chia tay rồi mà. Vậy lại cô nói với con, anh Quang chỉ sao động một phút thôi, rồi anh sẽ bỏ con nhỏ đó quay trở về với con. Cô quên rồi hả cô? Thì tại cô cũng đâu có ngờ tình cảm của hai đứa nó lại sâu nặng như vậy. Ngọc à, chuyện tình cảm thì không thể miễn cưỡng được mà con.
Với lại cô thấy con trẻ trung xinh đẹp vậy, biết bao nhiêu người yêu con thật lòng. Tội tình gì mà con cô phải... Cô à, con chờ anh Quang bao nhiêu năm cô biết mà cô. Chẳng lẽ bây giờ công sức của con đổ sông đổ biển sao cô? Ngọc, con nghe cô nói nè, bây giờ thôi thì hai đứa không có duyên làm vợ chồng, cứ coi nhau như anh em trong nhà cũng được vậy. Cô lúc nào cũng coi con như con gái của mình, cả nhà cô ai cũng thương con hết mà. Con gái? Con gái là sao á cô? Đúng rồi, bây giờ con có con dâu mới rồi, con còn ở trong cái nhà này để làm gì cho dư thừa hả cô? Ngọc, Ngọc, nghe cô giải thích nè. Ngọc, Masamase. Dạ chị có phải là chị Hà không ạ? À đúng rồi em. Dạ mời chị đi theo em ạ. Irasamase. Dạ mời chị ngồi. Dạ em lên món nha chị. Khoan đã, chị còn một người bạn nữa chưa tới. Dạ anh Quang nói chị cứ dùng bữa trước, đừng chờ anh ấy ạ. Đợi chị một chút nha. Anh, em đến rồi nè. Anh đang ở đâu vậy? Anh xin lỗi, anh có việc, anh không tới được. Em ăn một mình nha. Gì kỳ vậy? Anh kêu em tới đây gấp vậy, làm em phải năn nỉ nghe coi chừng mấy Ken đó. Rồi bây giờ anh nói anh không tới được là sao? Thôi, nếu vậy em đi về nha. Đồ ăn anh trả tiền hết rồi, em không ăn coi như mất tiền nữa. Anh ăn gấp lắm, anh cũng mấy nha. Cái anh này, sao tự nhiên hôm nay kỳ cục vậy? Dạ, em lên món nha chị. Cảm ơn em. Dạ em mời chị dùng ạ. Dạ chị có cảm thấy đồ ăn vừa miệng không ạ? Ngon lắm em. Đầu bếp của tụi em sẽ rất vui nếu được chị khen trực tiếp. Chị có vui lòng khen đầu bếp của tụi em một câu chảnh vui không chị? Được em. Isasimase. Ủa? Hồi nãy nghe từ khách khen rất hài lòng với món ngày hôm nay đúng không ạ? Vậy là hôm nay anh nấu những món này á hả? Mất 3 tiếng đồng hồ của anh. Nhưng mà từ hồi nào giờ anh đâu biết nấu ăn đâu. Mất thêm một tuần học nấu ăn nữa. Sao? Ngạc nhiên lắm đúng không? Chưa hết đâu, còn có cái ngạc nhiên hơn cho em nữa. Tặng cho em nè.
đồng ý làm vợ của anh nha. Con hy vọng là chú sẽ cân nhắc lời đề nghị của con. Con biết là công ty của con còn nhỏ, nhưng mà nó có những lợi thế mà công ty như công ty Minh Quang không có. Chú cứ về đầu tư cho công ty của con, con đảm bảo là sẽ lợi hơn công ty Minh Quang rất là nhiều. Ba ơi, anh Quang sắp cưới người khác rồi. Cô giờ không thương con nữa, cô bỏ rơi con rồi. Hiện giờ tôi đang có vài việc để cân nhắc. Để tôi suy nghĩ lại rồi báo cho cô Linh sao ha. Dạ không sao đâu chú, chú cứ từ từ suy nghĩ à. Công ty của con lúc nào cũng có thiện chí muốn chú hợp tác. Còn trẻ như cô mà quản lý một công ty như vậy cũng giỏi lắm đó. Dạ con đâu có tài gì đâu ạ. Thật ra thì phía sau lưng của con á là một đội ngũ rất là giỏi, cho nên con rất là tự tin về điều đó. Thật ra thì trước đây con là nhân viên của công ty Minh Quang, nhưng mà tại vì con không thích cách làm việc vắt chanh bỏ vỏ của họ, cho nên con mới xin nghỉ ạ. Vắt chanh bỏ vỏ? Dạ con cũng không có muốn nói ra, mắc công lại nghĩ là con nói xấu công ty cũ của mình nữa. Nhưng mà thiệt tình là con không thích lãnh đạo công ty Minh Quang đối xử với đối tác lâu năm. Những gì mà đối tác người ta đóng góp rất là nhiều, nhưng mà nhận lại chẳng được bao nhiêu cả. Con mời chú. Con hy vọng là chú sẽ suy nghĩ và trả lời con sớm nha. Bên nhà ông Đức chắc đang tiệc tùng vui dữ lắm. Mình không kẹt coi quán á, mình chạy ù qua là biết liền có đi hay không đi liền à. Không được, nếu mình chạy ở bển kiểm tra là rõ ràng mình không có tin Quyên. Quyên đã nói không đi là chắc chắn Quyên sẽ không đi. Tin Quyên, phải tin Quyên. Trong tình yêu cần lắm sự tin tưởng lẫn nhau. Đọc sách. Tịnh tâm là đọc sách. Con đọc tới đâu rồi ta? À, đây. Sao cái âm thanh tiệc tùng nhà ông Đức cứ gian trong đầu mình hoài vậy ta? Kiểu như hoài khó ngủ lắm. Tôi quyền cho biết liền. Tôi biết liền hả? Alo em nghe nè. Quyên hả? Em đang làm gì á? Dạ em đang ở nhà. Em nói gì? Em đang ở nhà. Em đang ở nhà vậy lát anh đóng cửa tiệm xong anh qua chở mình đi ăn cháo nha. Dạ không có được đâu, nhà em bây giờ đang lu bu chuyện của anh Quang chị Hà á, nên chắc là em không có ra ngoài được. Gì? Có chuyện gì nữa hả em? Mẹ em đồng ý cho hai người đó yêu nhau rồi mà, sao còn có chuyện nữa?
Thì còn phải giải quyết rất là nhiều những cái chuyện khó khăn phía trước nữa. Cũng không biết làm sao nữa, nói chung là phức tạp dữ lắm. Không có thể nào mà giải thích được hết. Thôi, để bữa nào gặp á, rồi em nói sau nha. Vậy em ở nhà nha, ở nhà vui nha. Với lại lựa lời nói chuyện với mẹ cho khéo khéo, để mẹ ủng hộ chuyện anh Quang chị Hà nha. Rồi, ngủ ngon nha. Rồi, anh nói với tiệm xong về ngủ luôn. Rồi. Vậy là Quyên không có đi tiệc nhà Đức, mình có thể ngủ ngon. Sao anh còn đứng đây nữa? Về đi. Về hả? Tới nhà rồi về chứ sao giờ. Dành về nha. Làm gì vậy? Người ta thấy bây giờ. Anh ôm vợ sắp cưới của anh mà. Chứ phải ôm cô gái khác đâu mà sợ. Cho anh ôm em đi. Một phút thôi. Một phút thôi đó nha. Một phút thôi. Cuối cùng cũng được ôm em đường đường chính chính rồi. Mừng quá. Hết. Một phút đã hết. Anh về nha. Cái nữa thôi. Cái nữa tôi về. Bây giờ cho anh về thiệt nha. Dạ chào bác. Mai gặp công ty nha. Ngủ ngoan nha. Giờ sắp cưới. Về thiệt đó. Chưa ngủ nữa hả anh? Anh ngồi đây cho nó mát. Chà, lâu lắm rồi mới thấy em cười đó nha. Đang có chuyện vui hả? Thời gian vừa qua em cảm ơn anh nhiều. Tại vì thời gian qua em có tinh thần, nhờ anh giúp đỡ em công việc ở công ty, cũng như là an ủi mẹ. Có gì đâu em, người một nhà mà. Giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi. Thật sự không có anh em cũng biết phải làm sao nữa. Em quá áy náy lắm. Vì em mà khiến cho mọi người phải khó xử. Anh nói thiệt nha, cái này anh nói theo cái suy nghĩ của anh thôi. Mình là anh em với nhau rồi thì phải biết bao dung với nhau, đúng không em? Anh nói để cho em hiểu anh chị nha. Anh chị cũng bị ở cửa giữa, khó nói chuyện với mẹ lắm. Chứ thật lòng lúc nào anh chị cũng mong hạnh phúc sẽ đến với tụi em. Đó, bây giờ thấy mẹ chấp nhận Hà nè, anh vui lắm. Cảm ơn anh. Lại cảm ơn nữa rồi. Không cần phải cảm ơn đâu. Dạ. Tập trung thời gian này nè, em cứ tập trung lo cái chuyện đám cưới với Hà đi. Công ty để anh. Dạ, chuyện công ty phải nhờ tới anh rồi. Trời, để anh lo nha. Dạ. Thôi giờ em vô ngủ trước nha. Anh cũng vô ngủ sớm nha anh. Rồi. Ông Phúc nói sẽ suy nghĩ, bước đầu như vậy là khả quan rồi. Chuẩn bị đón tin vui nha anh. Bà đoán thử coi, ai sẽ ngồi ở cái bàn này? Ủa, không phải Bích Ngọc cô làm hả? Trời, sao bà chậm thông tin quá vậy? Bích Ngọc đã bị sếp cho lên đường rồi. Có Bích Ngọc mà sếp còn không chịu nữa. Không biết ai sẽ phù hợp ở vị trí này. Chắc cũng lồng lộn dữ lắm. Chào em. Ủa, chị Hà đi làm lại rồi hả? Ừ, chị không có nghỉ nữa.
Dạ em chào sếp. Em chào sếp ạ. Cô em nè. Cảm ơn anh. Trời ơi, sếp mua cà phê cho chị Hà. Có gian tình. Đương nhiên rồi. Đương nhiên là có gian tình rồi. Chúng tôi sắp kết hôn. Yên tâm đi, mọi người sẽ có thiệp mời sớm thôi. Chúc mừng anh Quang nha. Anh chị làm tụi em bất ngờ quá. Hai anh chị đúng là đẹp đôi mà. Đúng là trời sinh một cặp có khác. Chị Hà này á, sao chị giấu kỹ quá à? Tụi em không biết hết trơn à. Chị cũng mới quyết định đây thôi à. Chị Hà, sao chị không báo sớm để tụi em chuẩn bị từ từ? Bây giờ tụi em phải đi mua đồ đi đám cưới anh chị là vừa rồi đó. Yên tâm đi, tới ngày sắp cưới á, tôi sẽ cho hai cô, à không, cho cả công ty luôn, nghỉ nửa buổi để mua đồ cưới. À, dạ, dạ em cảm ơn sếp. Em chào sếp, tụi em đi ạ. Làm việc tốt nha. Không biết bà Hà bả chơi cái chiêu gì mà quyến rũ được anh Quang hay thật. Mới vô công ty làm chỉ được bao lâu mà lên chức trợ lý giám đốc, rồi bây giờ lên luôn chức phu nhân giám đốc. Tụi mình á làm bao nhiêu năm rồi vẫn là chức nhân viên quẹt. Cái đó người ta gọi là kỹ năng leo trèo. Bà nhắm á, bà có leo lên giường sếp được không mà đòi so sánh với người ta? Thôi đi, tôi xin, năng khiếu lên giường của tôi là không có đâu. Mà chị Ngọc á, đâu phải là giận dừa. Muốn bả nhả người ra cũng phải cao tay lắm, không phải đơn giản đâu. Tôi thấy á, bà chẳng có gì hết. Không xinh đẹp, cũng chẳng giỏi giang gì. Hồi nãy á, tôi khen bà với sếp á, đẹp đôi mà tôi mắc ói. Chị Hà, xứng hay không xứng á, chị nghĩ chỉ có người trong cuộc mới quyết định được thôi. Chị cảm ơn sự quan tâm của hai em nha. Và hiện tại chị với anh Quang vẫn đang rất là vui vẻ hạnh phúc. Mà hồi nãy chị thấy em nói đúng á, chị không có tài cán, không có giỏi giang, cũng như là không có bất kỳ cái gì hết. Vậy thì quyến rũ được ai, đúng không? Tại vì chị với anh Quang xuất phát tình cảm thật lòng đến từ hai phía. Nếu mà sau này có ai thắc mắc gì á thì cứ hỏi trực tiếp chị giải đáp cho nha. Chứ chị cũng không thích nghe những cái lời ồn ào phía sau chị như vậy đâu. Dạ, em xin lỗi chị. Nãy giờ tụi em giỡn thôi, không có ý gì đâu. Em xin lỗi chị ạ, tụi em sẽ rút kinh nghiệm. Thank you.
tài tử nha. Mình dọc tay đi. Dạ, hân hạnh được đón tiếp đàn trai. Dạ, xin chào anh chị. Chào anh chị. Đi con. Dạ. À, tôi xin thay mặt gia đình xin cảm ơn anh chị đã cho gia đình chúng tôi một đứa con dâu hết sức xinh đẹp và ngoan hiền, và một đứa cháu nội rất là dễ thương. Dạ, cảm ơn. Nói chung mình làm cha làm mẹ mà bao giờ cũng muốn cho con cái mình được hạnh phúc. Thật sự là vợ chồng tôi rất vui vì có được một đứa con rể nó vừa tốt tính mà vừa tài giỏi như cháu Hoàng. Dạ, mong anh chị hãy coi con Hà như là con gái ruột của mình vậy. Xin hãy chỉ bảo dạy dỗ cho nó thêm, con bé nó vẫn còn nhỏ dại lắm mà. Dạ, anh chị yên tâm, tụi nó sẽ sống với nhau rất là hạnh phúc, tại vì tôi luôn yêu thương con dâu giống như là con ruột của mình vậy đó. Dạ, hy vọng là tụi nhỏ không còn phải gặp sóng gió gì nữa hết. Dạ. Tụi con. Mời anh Xui chị Xui. Tiểu Tam thành quý phu nhân, người thứ ba thành kẻ chiến thắng sau cùng. Chị Hà vui lòng cho em hỏi, chị có cảm nghĩ như thế nào khi mà có nhiều bài báo nói rằng chị là Tiểu Tam xen giữa cuộc tình thanh mai trúc mã của anh Minh Quang và chị Bích Ngọc không? Chị có phản bác gì không? Lần đầu tiên gặp anh Minh Quang là ở đâu? Chị có thấy điều kiện của mình chênh lệch quá lớn so với một CEO của công ty hàng đầu không? Nè, mấy người là ai vậy? Có phải nhà báo không? Cho xem thẻ đi. Nếu không phải nhà báo, vô đây lấy tin đem đi bán, tôi kiện mấy người đó. Nè, anh đừng có chụp nữa coi. Tụi tôi này, đi ra hết đi. Đám cưới người ta mọi người cũng không tha nữa hả? Thất đức vừa thôi chứ. Nè, mấy người là nhà báo giả mạo đúng không? Tôi gọi công an tới bắt đó. Là giả mạo đúng rồi. Không? Cho anh chị nữa, buông cái máy xuống coi. Yên. Không người, không biết ở đâu ra nữa. Em đừng có lo, có anh đây rồi. Em chỉ sợ là những thông tin đó ảnh hưởng đến anh thôi. Em tưởng anh là ai mà bị ảnh hưởng bởi thông tin những người đó? Chị Hà, không có sao đâu. Hôm nay chị cứ việc vui vẻ thôi. Thế giới còn lại cứ để anh ba em lo. Anh ba của em bản lĩnh lắm á. Em đừng có lo lắng gì hết á nha. Nhiệm vụ của em á là ngày hôm nay phải thật là xinh đẹp và là một cô dâu thật là tươi tắn, phải không? Có anh đây rồi, dựa cho anh là được. Thôi, cả nhà mình chụp hình đi, cười lên. Dạ rồi, cả nhà mình chụp hình lại nha. 3, 2, 1. Sớm tối lang thang ngoài kia, đâu ai lắng nghe ta còn khuya. Lắm lúc cô đơn buồn tênh, sau lưng có gia đình vững lên. Cô có hơn thua làm chi, vinh quang có ai đâu cùng đi. Chỉ muốn bên nhau sẽ chia, tự hào ở bên ta có gia đình. Xua tan đi bão tố, xua tan bao ngày giông. Cho yêu thương cùng cô, cho bao đêm chờ mong. Cho nhau hạnh phúc, cho nhau vòng tay. Khi đam mê cùng lúc phút bay lên chân trời. Khó khăn gia đình. Cắm này bình môn khác đi. Cắm kiểu này Quỳnh không có thích đâu. Dạ. Thôi khỏi đi. Khoảng cách giữa em và anh quá lớn, không thể nào đứng đây nói vài câu thì lấp đầy được đâu. Bây giờ anh có chạy hết tốc lực cũng không thể nào đuổi kịp em, và em cũng không thể nào đứng lại chờ anh hoài được. Vô nói với anh Đức đi. Anh Phát, bây giờ mình giao kèo với nhau này được không? Giao kèo gì? Tới khi 35 tuổi, nếu như em và anh chưa yêu ai hết thì mình sẽ kết hôn với nhau. Rồi, hứa. Anh dám chết chị cô ơi, còn em thì không sao. Ngọc ơi,